Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo để mình còn làm một cái phần là phần tín lý và giáo điều của đạo Công giáo. Thì kính thưa quý vị và các bạn như thế này, trong các ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ của Hebrew hay là Ai Cập, La Mã, có thể mình không có khả năng phán đoán và đọc hết được bằng những cái từ ngữ chuyên môn của họ. Nhưng mình có thể đọc tiếng Latin, có nghĩa là đọc thuần Việt, đọc theo tiếng Việt, chữ sao đọc gì. Ví dụ như chích ten ni ti, ví dụ như là Cơ Đốc giáo, thì cái ý nghĩa của đó là chích ten ni ti. Mình cũng đọc là nó thuần Việt như thế. Thì mong các bạn khi mà nghe thì cũng thông cảm và hiểu rằng mình là người gốc Việt Nam và cũng không có chuyên sâu về vấn đề này. Vấn đề này mình chỉ truyền tải một cái thông điệp, có nghĩa rằng là bao nhiêu cái sự tìm tòi của người đi trước đã nghiên cứu ra và đã thiết viết thành văn bản có chứng cứ, có kiểm duyệt và có dẫn chứng cụ thể. Mình muốn làm một cái nhịp cầu đưa tải ra, truyền ra, nói tiếp theo để nó không bị lưu lạc và mai một theo năm tháng. Và hơn nữa, cái đó là một phần quan trọng là mình muốn để cho những người vô tình họ có cái tính tò mò thì họ sẽ biết được những cái tín lý giáo điều của đạo Thiên Chúa nó như thế nào. Đôi lúc người ta cũng không có rảnh để mà đọc, cho nên từ đó mình đọc và họ chỉ cần được nghe thôi, nghe bằng những cái sự dẫn chứng cụ thể để biết rõ hơn. Xin trở lại vấn đề. Thì hôm nay mình làm phần 1 là tín lý. Có thể nói được rằng trong vòng 2000 niên qua, Cơ Đốc giáo đã tung hoành trên thế giới. Chữ Cơ Đốc giáo bao gồm Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành giáo, vì tất cả đều tin vào Thượng Đế, như Tân Cựu Ước đã mô tả. Và đều tin Chúa Giê-xu là Thiên Chúa giáng trần, cứu chuộc thiên hạ. Con số tín đồ đã lên cho đến hơn cả tỷ. Thoạt nhìn thực ra là một câu lâu đài tráng lệ, nhưng càng lặng ngắm càng thấy nó đã bị rạn nứt, đã bị trong trên, vì nền móng đã bị lung lay, hư hỏng. Ngày nay, có thể nói được rằng dưới các chiêu bài chân lý tuyệt vời, ta có thể vạch ra được những sự ngụy tạo hết sức tinh vi. Tôi đã từng theo Thiên Chúa giáo trong vòng 20 đến 30 năm lúc thiếu thời. Đó là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, chứ không phải là mình nha. Xin các bạn lưu ý. Đã từng sống trong không biết bao nhiêu giờ phút dày vò vì hai chữ tội khiên, hay say sưa vì câu kinh, tiếng hát. Lúc bé vì chưa biết thế nào là ngoại giáo, nội giáo, chưa biết gì về vũ trụ và con người, chưa biết gì về xã hội, nhân sinh, chưa biết suy tư về tìm hiểu, phán đoán, chưa đọc các thánh thư, các đạo khác, cũng như chưa nghiên cứu các đạo khác. Và các thánh hiền đã thành nhân, chứng thánh đông tây, kim cổ, chưa chứng nghiệm được sự trưởng thành của óc chất, tâm linh, nên tôi cũng thấy nó cao siêu, hấp dẫn. Năm 36 tuổi, nhân khảo về Khổng giáo, tôi đã được một sự giác ngộ nội tâm, nên đã bừng tỉnh giấc Nam Kha, và đã nhìn thấy rõ những sự sai trái thấp kém của nó. Cho đến ngày nay, mỗi khi nghĩ lại sự mình thoát khỏi được Thiên Chúa giáo nói riêng và các tôn giáo công truyền thiên hạ nói chung, để đi vào chính đạo giải thoát nội tâm, tôi coi cho đó là một hồng ân của trời đất. Tôi viết bài này không dành cho quần chúng. Tôi viết cho những người đồng thanh, đồng khí, muôn phương. Tôi viết cho hậu thế, chính vì không có một hậu ý gì không tốt đẹp, mà chỉ có là khai phóng sự con người, vạch gai óc
để tìm ra đại đạo và chân lý, nên tôi viết hết sức vô tư và bình thản. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không viết hết mọi suy nghĩ, suy tư, nhận định của tôi về Thiên Chúa Giáo, Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành. Tôi viết bài này tùy ngọn bút đẩy đưa, tùy thần trí hướng dẫn, nên không muốn chia mục. Một nhận xét sơ khởi của tôi là vì mấy thứ đạo Thiên Chúa Giáo nói trên tuy có thể có cùng một thánh kinh. Tin Lành chỉ có 39 quyển Cựu Ước, Công Giáo có 47 quyển. Cùng tin có Thượng Đế, cùng nhận Chúa Giêsu là giáo chủ, nhưng đi sâu vào các vấn đề tín lý, tìm hiểu cách thức các giáo hội đó đối đại với nhau. Chúng ta mới thấy tất cả các đạo giáo trên đều là những đạo tương đối. Nói là trời lập ra, nhưng chính thực là người sáng tạo. Có điều giáo hội này cho là chân thì giáo hội kia cho là giả. Giáo hội này nào cũng cao tình bác ái, nhưng lịch sử đã cho thấy những giáo hội anh em với nhau nói trên đã luôn luôn coi nhau là thù địch, đã từng bỏ nhau xuống hỏa ngục, đã từng xỉ vả nguyền rủa lẫn nhau, thậm chí đã từng hưng binh tàn sát lẫn nhau, đã từng dùng những thủ đoạn hết sức ác độc để gieo tai họa cho giáo hộ của đối phương. Trong các tôn giáo nói trên, Công Giáo mạnh nhất, có tổ chức nhất, nên tôi sẽ dùng Công Giáo làm đối tượng chính của thiên khảo luận. Tôi làm công chuyện này không có ác ý gì riêng đối với Công Giáo, vì đối tôi, bất kỳ đạo giáo nào khi đã vào con đường công truyền, cốt thu hút quần chúng, thì cũng đầy dẫy những sai lầm, cũng đầy dẫy những thủ đoạn tàn độc. Chúng ta chỉ có thể mù hay điếc mới không nhìn thấy, nghe thấy những điều đó. Tôi chọn Công Giáo vì nó có nhiều tín đồ nhất và lâu đời nhất. Nó lâu đời chỉ thua Do Thái Giáo, một tôn giáo mà Công Giáo đặt trọng tâm hủy diệt trong vòng 2000 năm nay. Nhưng chung cuộc đã thất bại, như ta sẽ thấy sau này. Trước hết, đối với tôi, cái sai lầm lớn lao của con người Tây Phương trong vòng mấy nghìn năm nay là niềm tin vô tận vào quyển Thánh Kinh, Tân Ước lẫn Cựu Ước, và cho rằng chính Thiên Chúa đã mất thì giờ mà đọc cho các tác giả Thánh Kinh viết, cho nên nó phải đúng từng chữ, và tất cả những điều đã ghi chép trong đó là những chữ dữ kiện lịch sử, là chân lý. Họ là còn cho rằng chân lý chỉ được mặc khải cho các tác giả Thánh Kinh, Tăng, Cựu Ước và đã chấm dứt sau các thánh tông đồ. Cơ quan nắm giữ chân lý hiện nay là giáo hội. Con người bình thường không được quyền hiểu kinh thánh theo ý mình, mà phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự giải thích của giáo hội. Vì dựa vào Thánh Kinh nên nhiều người cho đến ngày nay vẫn còn cho rằng trái đất con người mới được tạo dựng cách đây khoảng 6.000 đến 10.000 năm. Niềm tin này đã được mọi người Công Giáo tin theo phía Tin Lành. Thì những người Tin Lành mạnh nhất là người được mệnh danh là Bảo Thủ. Đọc lại Thánh Kinh thì tất cả những dữ kiện đưa ra trong tác giả trong các chương 1, 2, Sáng Thế Ký đều thuộc loại huyền kỳ, chứ không có chút gì là khoa học lịch sử. Ta dẫn chứng bằng Sáng Thế Ký 1 và 2. Theo Sáng Thế Ký 1, Chúa dựng lên trời đất trong 7 ngày theo thứ tự. Ngày thứ nhất, Chúa dựng lên trời đất và ánh sáng, chia ánh sáng khỏi tối tăm, gọi ánh sáng là ngày và tối tăm là đêm. Ngày thứ hai, dựng lên vòm trời. Của Công Giáo dịch là vô vòm, và Chúa rằng người dân Semitic xưa coi cái vòm trời có cứng chắc, có thể giữ nước ở phía trên, không cho rơi xuống trần gian. Nó hình nửa vòng bậc cầu, hoặc như cái chảo úp, như ta thường trông thấy. Nó chắc chắn là phải hết sức cứng, vì có thể chứa một lượng nước khổng lồ bên trên. Vòm trời đó, theo Job, đã được đúc bằng đồng thau,
shop 37.18. Vòm đó có những cửa, khi muốn có hồng thủy, những cửa trời đó sẽ được mở ra cho nước trên trời tuôn xuống. Gen 7.2.11. Mặt trăng và mặt trời và các vì sao được gọi bằng một danh từ hết sức khiêm tốn là đèn đóm. Xem Kinh Thánh Nguyễn Thế Huân, Gen 1.2.17. Điều nương vào vòm trời đó, Gen 1.2.17, y như những ngọn đèn treo trên trần nhà. Những ngọn đèn đó dĩ nhiên là nhỏ xíu, vì lúc thế mạt mà cách đây 2.000 năm Chúa Giêsu đã chủ trương là sắp tới đây Tinh Tú sẽ rụng xuống trần gian nhiều như những quả vả bị dập vùi trong một trận cuồng phong. Cung điện Chúa và tòa ngôi Ngài đặt trên vòm trời đó, vì Sáng Thế Ký đã định nghĩa cái vòm đó là trời. Gen 2.1-2.8. Chúa Giêsu cũng xác quyết Chúa Cha ở trên đó. Ngài dạy cầu xin lại Cha chúng tôi ở trên trời. Mát 6.2.9. Thánh Gioan dạy rằng lúc thế mặt vòm trời đó sẽ bị cuộn lại, cuốn đi như một trang sách. Chúng ta cũng nên nhớ rằng vòm trời đó có nhiều cột chống đỡ. Job 27.2.11. Và trái đất cũng có nhiều cột chống đỡ. Job 9.2.6. Đất đã được Chúa đặt vững trên mặt nước. Đất muôn đời đứng yên một chỗ. Tera. Ngày thứ ba, phân đất ra khỏi nước, dựng lên cây cối. Từ ngày thứ tư, dựng lên hai ngọn đèn lớn, nhỏ và các vì sao đặt vào vòm trời để soi cho trái đất và để tiện cho việc làm lịch xem ngày. Ngày thứ năm, dựng lên các loài dưới nước và trên không. Ngày thứ sáu, dựng lên các loài sống trên cạn, dựng lên ông Adam và bà Eva. Ngày thứ bảy nghỉ. Trong chương nhắc này, tên của Chúa là Elohim. Đến chương 2, Chúa thổi tên là Yahweh và tả lại cung cách tạo dựng nên trời đất và muôn loài một cách hoàn toàn khác biệt như sau. Đại khái rằng, thoạt kỳ thủy khi Chúa dựng nên trời đất thì trái đất còn hoang vu. Chúa bèn lấy bụi đất mà dựng nên ông Adam, rồi thổi khí sinh khí vào lỗ mũi cho ông thành người sống lặng. Sau đó dựng nên một cái vườn cho ông ở, và lúc ấy mới dựng nên cây cối. Sau đó muốn cho ông có một người bạn xứng đáng nên đã dựng nên các loài vật và các chim trời và đem chúng lại cho ông đặt tên. Adam chê chẳng tìm được bạn nào thích hợp. Chúa bạn cho ông ngủ đi và lấy một khúc xương của ông để tạo dựng nên bà Eva. Ta nhận thấy trong chương 2 này không có nói dựng nên mặt trời, mặt trăng gì cả, mà lấy con người làm trọng tâm. Trong chương này, Chúa dựng nên con người trước rồi mới dựng nên cây cối và vạn vật sau. Sang hai chương trên, ta đã thấy một sự mâu thuẫn quá lớn lao. Không có lý nào mà ngũ kinh do Chúa đọc cho một tác giả duy nhất là Môi-se chép khi mô tả cùng một công chuyện tạo dựng lại có thể khác nhau đến như vậy. Ngày nay các học giả đã chứng minh được rằng ngũ kinh là do nhiều môn phái, nhiều người sống trong nhiều thế kỷ khác nhau viết. Những môn phái đó là phái Javitic, viết tắt là Gigi, là đầu chữ Jehovah và gọi Chúa Yahweh hay Jehovah, viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước Kỷ Nguyên. Phái Elohimtic, viết tắt là E, vì gọi Chúa là Elohim, viết ít lâu sau trường phái trên. Phái Deuteronomic, viết tắt là D, viết vào khoảng 622 đời Joseph. Phái Bradley, viết tắt là B, viết sau khi dân Do Thái đi lưu đày, tức là sau 500 năm. Như vậy Môi-se sống vào khoảng 1250, người mà ta vẫn
được dạy dỗ là tác giả Ngũ Kinh hay Chúa Giêsu cũng tin vậy. John 5:2.46, Luca 24:27, Luca 16:2.31. Thực ra lại không phải là tác giả, mà tác giả là vô số người viết. Cách nhau nhiều thế kỷ, bộ Ngũ Kinh như vậy đã được viết ra trong vòng 400 năm. Chương 1 Genesis đã được viết bởi môn phái Bradley, còn chương 2 đã được viết bởi môn phái Javitic. Cứ so sánh hai chương trên với sự mô tả khác biệt nhau như nước với lửa, ta đã có thể kết luận chắc chắn rằng đó không phải là Chúa phán hay Chúa viết, Chúa soi, mà là người phàm viết như trăm nghìn huyền thoại khác. Công giáo như đã ghi rõ rằng trong quyển Macto-Roman cho rằng trời đất đã được tạo dựng vào năm 5199. Tin lành theo Tổng giám mục Jutscher đã cho rằng trời đất đã được tạo dựng nên lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 4004. Các học giả Do Thái đoán rằng trời đất đã được tạo dựng nên 7 ngày ngày 7 tháng 10 năm 3761. Các người theo phái Fundamentalist cho rằng tất cả đã được tạo dựng nên khoảng từ 6.000 đến 10.000 năm nay. Cũng có người cho rằng sự tạo dựng đã xảy ra vào năm 5509. Theo khoa học ngày nay, sự diễn biến đã xảy ra như sau. Thoạt kỳ kỷ nguyên có một cái trứng vũ trụ vô cùng nóng hổi cách đây khoảng 15 tỷ năm, đột nhiên nổ tung, gọi là Big Bang, sinh ra các dải ngân hà và tỷ tỷ tinh tú. Cách đây khoảng 5 tỷ năm, Thái Dương hệ ra đời. Cách đây khoảng hơn 600 triệu năm, các sinh vật li ti dưới biển bắt đầu xuất hiện. Cách đây khoảng 450 triệu năm, có cỏ cây. Cách đây khoảng 405 triệu năm, bắt đầu có sinh vật. Các loài phi trùng có cách đây khoảng 400 triệu năm. Thủy tổ loài người, các loại nhân hầu xuất hiện cách đây khoảng 40 triệu năm. Vật có nhân dạng xuất hiện cách đây khoảng 20 triệu năm. Homo sapiens xuất hiện cách đây khoảng 150.000 năm. Con người có khoảng cách đây 50.000 năm. Sánh các đoạn thánh kinh với nhau, sánh thánh kinh với các khám phá khoa học, ta thấy hai chương 1 và 2 sáng thế ký hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Cái phẩm trời, cái trời bằng đồng thau mà Chúa đã vất vả dùng cả ngày thứ hai xây dựng, nên với những cửa có thể mở đóng tùy nghi, đã được chứng minh là hoàn toàn không có. Đó chỉ là một ảo giác của chúng ta mà thôi. Trái đất không thể nào có trước các vì tinh tú và mặt trời mặt trăng. Cây cối không thể có trước tinh tú và mặt trăng mặt trời. Adam, Eva không phải là thủy tổ của loài người, vì con người đại khái đã xuất hiện cách đây tối đa khoảng nhiều triệu năm, tối thiểu là cách đây khoảng 150.000 năm, chứ không phải là mới cách đây khoảng 6.004 năm. Nếu vậy, một là chúng ta phải chấp nhận những chương sách nói trên không phải là lời Chúa mà là lời phàm. Hai là nếu đúng là lời Chúa thì lời Chúa hoàn toàn sai lạc, nghịch lại với thực tế. Nếu nhận rằng các chương trên là lời phàm thì lấy gì bảo đảm các chương sau là lời Chúa? Nếu Adam và Eva không phải là thủy tổ loài người thì làm gì có tội tổ tông? Nếu không có tội tổ tông thì làm gì có chuyện Chúa giáng trần cứu chuộc? Nếu vậy, đạo Thiên Chúa giáo hoàn toàn đã được xây dựng trên những ảo tưởng. Nếu không có chuyện Chúa giáng trần thì dĩ nhiên Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, mà là chỉ một con người đã giác ngộ, đã sống phối hợp được với Thượng Đế ngay từ thở ở trần gian này. Nhưng trăm ngàn thánh hiền xưa nay đã làm được như vậy. Chúa tuyên bố đã nghĩ
không còn tạo dựng nên cái gì mới nữa. Thế mà thiên văn học luôn luôn cáo tri có những vì sao mới xuất hiện trên vầng trời, kể cũng kỳ lạ thật. Ở Mỹ này, nhiều người theo Thiên Chúa giáo cũng đã nhìn thấy cái nguy cơ. Họ cho rằng Darwin với thuyết tiến hóa đã làm giảm thiểu quang huy của Chúa trong sự tạo dựng, đã muốn hạ bệ Thiên Chúa và đã hàm ngụ rằng trong vòng 2000 năm nay, những người theo Thiên Chúa giáo đã bị lừa bịp bởi một lời nói láo vĩ đại. Những người triệt để theo truyền thống cũ thuộc giáo phái Tin Lành trong nhiều tiểu bang đã đứng ra bài xích khoa học và thuyết tiến hóa trong các trường trung tiểu học công cộng. Họ biết rằng nước Mỹ cấm không cho dạy đạo giáo trong các trường, nên từ năm 1960 trở đi, họ kêu gọi những học giả, những khoa bảng thành lập những hội nghiên cứu thuyết tạo dựng theo khoa học. Những hội mệnh danh là tạo dựng khoa học đó có thể liệt kê như sau: The American, thành lập năm 1941, gồm 3.000 hội viên. The Reason Research Society, thành lập năm 1963 ở Ann Arbor, Michigan, có khoảng 500 hoạt động hội viên. Điều kiện hội nhập tối thiểu phải có cao học về một bộ môn khoa học nào đó và phải tin rằng Kinh Thánh hoàn toàn đúng, không hề sai lầm. Chuyện Chúa tạo dựng nên muôn loài là có thật như Kinh Thánh đã chép. Hồng thủy toàn cầu là chuyện có thật. The Great Saint Reset Central có địa chỉ liên lạc với khoảng 210.000 người. Trong năm 1970, thường tổ chức những cuộc du ngoạn viếng thăm núi Ararat để đi tìm chiếc tàu Noe. Giá tiền là khoảng 1.397.000 đi từ Nữ Ước. The Institute for Christian Research, thành lập năm 1970, có đại bản doanh ở San Diego. Hội này hoạt động rất hăng say, đã xuất bản 55 cuốn sách, đã có một nguyệt sang là Ad and Fact gửi cho 60.000 độc giả. Họ cũng đã tổ chức nhiều chuyến thám hiểm núi Ararat vào những năm 1972, năm 73, 74, 75, nhưng hoặc thất bại, hoặc bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn. Họ cho rằng đã có đủ bằng chứng để biết cô tàu Noe có dung tích 5.567 toa xe lửa và có thể chứa khoảng 50.000 con vật. Chẳng chứng được một đoạn tiếng Anh rất dài. Tuy thất bại liên tiếp, nhưng trong vòng mấy chục năm nay, họ cố vận động đem thuyết tạo dựng khoa học và giảng dạy trong các trường song song với thuyết tiến hóa. Cho đến bây giờ, tuy còn thất bại, nhưng họ vẫn thường xuyên, vẫn dùng thế lực để kiểm soát các sách giáo khoa, không cho dạy thuyết tiến hóa một cách lộ liễu. Chính vì vậy mới có vụ án John Thomas Scott năm 1925 mà ta vẫn thường gọi là vụ án con khỉ. Tòa đã tuyên án phạt Scopfer 100.000 vì đã vi phạm luật tiểu bang Tennessee cấm giảng thuyết tiến hóa trong học đường. Từ năm 1921 đến năm 1929, họ cũng đã vận động được 37 tiểu bang ban hành những luật chống dạy thuyết tiến hóa, ví dụ luật Mississippi năm 1926, Arkansas năm 1928, Texas năm 1929. Tuy nhiên, tòa án liên bang bao giờ cũng chủ trương nhà nước tách rời khỏi giáo hội, vì thế không cho giảng dạy tôn giáo trong các trường và đã phán quyết các luật tiểu bang cho phép dạy thuyết tạo dựng trong các trường trung tiểu học. Toàn quốc Mỹ và là vì hiến, vì về phía khoa học, tức là về phía những người có trách nhiệm soạn thảo chương trình giảng huấn, ta có những cơ quan sau.
National Wrestling Foundation Biological. Ồ, rất nhiều trường nha. Ngoài ra còn có cơ quan American Civil Liberty Union bảo vệ người dân Hoa Kỳ. Các chương trình, các sách giáo khoa được soạn thảo theo tinh thần khoa học và đều dựa trên thuyết tiến hóa. Đôi bên thường xuyên chống đối lẫn nhau, kiện cáo lẫn nhau. Phe tiến hóa nhân danh khoa học, phe tạo dựng cũng đội lốt khoa học, cũng nhân danh khoa học như ai. Tháng 12 năm 1981, cơ quan American Civil Liberty Union kiện lên tòa bang liên bang xin hủy luật năm 590 của Arkansas đã cho phép dạy thuyết tạo dựng trong các trường. Tòa án liên bang tuyên bố điều khoản 590 là vi hiến. Tháng 8 năm 1972, Phil Locke phái thủ cựu kiện National Foundation bắt cơ quan này phải viện trợ cho chương trình tạo dựng cũng y như đã viện trợ cho chương trình xuất bản sách khoa của Biological. Tòa án liên bang Washington miễn tố vì lẽ các sách của BSCS là sách phần đời. Phe Fundamentalist kháng cáo cũng thua luôn. Năm 1978, liên đoàn các giáo chức giảng dạy sinh lý học kiện tiểu bang Tennessee về đạo luật cho phép dạy thuyết tạo dựng trong các trường. Năm 1980, tòa liên bang xử luật đó và là vi hiến. Phái tạo dựng lại kiện Hội đồng Giáo dục California vì đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của con cái họ. Họ dắt con, dắt cái họ ra tòa để trẻ khai là đã được giảng dạy rằng chúng là dòng dõi khỉ. Phía Hội đồng Giáo dục đã mời được những nhà khoa học thượng thặng ra để bênh vực và để biện minh cho thuyết tiến hóa. Quan tòa lúc ấy là ông Irving Berlutz khuyến cáo Hội đồng Giáo dục không nên quá cứng rắn giáo điều và nên tế nhị khi trình bày về nguồn gốc con người trong các sách giáo khoa. Phe tạo dựng coi đó là một thắng lợi của họ. Mới đây cho đến ngày nay, sự tranh chấp giữa khoa học và tôn giáo còn rất gay cấn. Chính quyền liên bang vì luôn chủ trương tôn giáo tách rời chính trị, tách rời học đường và sẽ không bao giờ cho phép giảng dạy những gì gần xa có liên quan đến vấn đề tôn giáo trong các học đường. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi được tại sao những người mang tiếng là có những bằng sắc khoa học cao như vậy, cho đến nay vẫn tin là có chuyện hồng thủy toàn cầu. Một người bình thường nào đó cũng sẽ nhận ra rằng đó chỉ là một vụ lục lớn trong vùng Sumerai thuộc Tiểu Á mà thôi. The New Jerusalem Bible của Công giáo bản tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng chú C của chương 7 Genesis cũng đã thẳng thắn chú thích rằng đó là một chuyện lục dựa trên ký ức về một hay nhiều trận lục tai hại do hai sông Tiger và Euphrates tạo ra, và sau đó truyền thuyết dân gian lại phóng đại thành một trận lục có tầm kích thế giới. Lục cả xảy ra vào khoảng 2348 trước Quỷ Nguyên. 5 năm sau khi vua Nghiêu lên ngôi, chuyện lục cả kể trong Sáng Thế Ký tối thiểu đã được hai tác giả viết ra mà ngày nay gọi là tài liệu Di và Bi. Rồi sau đem gặp lại thành một chuyện. Theo Bi, chú truyền ông Noe đem súc vật vào trong tàu, mọi thứ một đôi. Theo Di, chú lại dạy ông Noe phân loại vật thành loài sạch và loài dơ như heo, thỏ, đại điểu, các loại cú, vọ, vân vân. Xem Leviticus 11:2-46. Khi thấy chưa có Leviticus, chắc chúa lại phải mất thì giờ dạy Noe phân biệt thế nào là loài dơ, loài sạch. Sạch thì đem vào trong tàu mỗi thứ 7 cặp, dơ thì đem vào mỗi thứ 2 cặp. Gen 7:2. Di cho rằng mưa
40 ngày đêm và lục 40 đêm ngày và gen 7 2.10 đến trang 11. B cho rằng lục khi Noe 60 tuổi ngày 17 tháng 2. Gen 7 2.10 11 và lục 150 ngày gen 8.3. Con tàu Noe kích thước như sau: dài 450 feet, 15 gia hay 135 mét, ngang 75 feet, 25 gia hay 22,5 mét, cao 45 feet, 15 gia hay 13,5 mét. Tàu có 3 tầng, gen 6 2.16. Con tàu may ra có một cửa sổ nhỏ hoặc là kính mít, gen 6 2.16. Lúc lục cả theo Do Thái thiên hạ hãy còn vãn vẹn ở trong các vùng các sông Tigris và Euphrates, Tiểu Á, dĩ nhiên là tác giả Thánh Kinh không hề nghĩ rằng còn có Bắc Âu, Ấn Độ, Tân Cương, Trung Hoa, Nhật Bản, Úc Châu, Mỹ Châu, Bắc Cực, Nam Cực. Đây là thiên hạ khoảng năm 611 đến 547 trước Kỷ Nguyên, tức là khoảng 2.000 năm sau Hồng Thủy do Anaximander vẽ và đã được đăng tải trong truyện trong quyển The Philosophy of Gen của Robert, trang 22. Thời Hồng Thủy chắc thiên hạ còn nhỏ hơn vậy nhiều. Ngày nay nhờ khoa học chúng ta biết được có khoảng từ 2 đến 4 triệu sinh linh, từ côn trùng đến chim muông, cầm thú. Côn trùng chiếm 4,5 tổng số. Nếu chỉ là một vụ lục trong vùng mà Noe được Chúa báo cho biết trước để chuẩn bị tàu cùng vợ con được thoát nạn, với ít nhiều bò, lừa, dê, cừu, mèo, chó của ông thì là một chuyện hết sức hợp lý. Còn nếu Chúa ra lệnh cho Noe trong một thời gian rất ngắn vừa đóng tàu vừa đi bắt 5 triệu nhân hai con đực, một con đực, một con cái, phi cầm, tẩu thú, côn trùng ở khắp nơi, lại để vừa phân biệt được đực, được cái đi không biết là bao nhiêu nước, không biết bao nhiêu dặm đường, trải qua gấp trăm ngàn lần những gian khổ của đường tâm tạng, dỗ dành, đánh bẫy, được hùm beo sư tử, đem được trăm ngàn loại rắn rết, mối kiến theo mình về tàu, thì là một đại họa cho Noe và gia đình, vì chắc chắn sẽ bỏ mình đang khi thi hành sứ mạng và gian lao. Thực ra nếu muốn làm được việc công chuyện vĩ đại như vậy thì dẫu Noe và ba người con ông có tài năng, có thiện chí mấy và có mất mấy nghìn năm cũng không thể nào làm nổi được. Rồi làm sao mà dỗ cho kiến, cho các cặp uyên ương, ruồi nhặn, ếch nhái, cho sên, cho rùa, cho rắn, cho hùm beo, sư tử, cho ngang, cho ngỗng, cho le le, cho phượng, cho mối, cho mọt. Ấy là chưa kể đến các loại cào cào, châu chấu, bướm bướm, chuồn chuồn, đến các loại vi trùng, vi khuẩn lớn nhỏ theo nhau xuống một cái tàu nhỏ xíu, tối tăm, rồi ở trong đó được ăn uống hẳn hoi, sống một cuộc sống hòa bình, trật tự với nhau trong vòng 150 ngày. Mà không có con nào chết đi thì quả thật là những phép lạ lớn hơn cái sự tạo dựng nên trời đất nữa. Xong rồi, khi thả các loài ra, con nào lại về cư ngụ nơi đất đai con ấy? Con thì sang Phi, con thì sang Ấn, con thì sang Úc. Mỗi khi tôi thấy chỉ có Úc mới có kangaroo, tôi tự hỏi sao giống này lại tài tình như vậy, vì đã là một cuộc viễn du vượt trùng dương sang Úc. Trong Sáng Thế Ký có một câu: và nước đã dâng lên rất cao trên mặt đất, và những đồi cao trong thiên hạ đều bị ngập. Những nước đã dâng cao 15 xích 22 feet bằng 7.1 gia bằng 6.3 mét, và núi non đã bị che phủ. Nếu hiểu rằng nước chỉ dâng cao có 15 xích thì dĩ nhiên chẳng che phủ được đồi núi. Nếu hiểu rằng nước dâng cao hơn các đồi núi trong thiên hạ là 15 xích thì chắc có Chúa chỉ bấy chắc Chúa chỉ có bấy giờ mới đo được. Và nếu quả đúng như vậy thì phải có một số lượng nước lớn hơn số lượng nước thiên hiện tại trong hoàn cầu, và là 3 lần rưỡi
chúng ta biết Everest cao là 29.028 feet. Như vậy mực nước sẽ là 29.050 feet. Lượng nước lớn như vậy ở đâu ra và rút đi đâu? Hơn nữa, các cây cối, rau cỏ đều bị chìm sâu trong nước trong vòng 150 ngày. Điều chết hết là vì chúng còn hút thở khí dưỡng, thán khí như loài người. Nếu ngày nay còn có thảo mộc cỏ cây thì đó là bằng chứng đã không có lũ lụt hoàn cầu. Đọc lại lịch sử Ai Cập, lịch sử Trung Hoa, lịch sử Ấn Độ, ta thấy tất cả đều liên tục. Thời vua Nghiêu 2357 đến 2256 đã có thiên hạ làm bầy to, chắc cũng khoảng vài triệu người. Lục cả xảy ra năm 2348 bên Tiểu Á chẳng làm cho vua Nghiêu và bầy to hề hấn gì cả. Các linh mục Âu Châu khi sang giảng đạo bên Trung Hoa rất khổ tâm vì câu chuyện này. Và vì muốn bảo vệ thánh kinh, bảo vệ chuyện hồng thủy toàn cầu, đã định viết lại lịch sử Trung Hoa với chủ đề rằng thời Nghiêu Thuấn là những thời huyền sử hoang đường. Dẫu sao thì đối với tôi, đó chỉ là một trận lụt lớn trong vùng Mesopotamia mà thôi. Tất cả đã được phóng đại lên, nhưng đã như trên đã chứng minh. Các nhà bình giảng kinh thánh Công giáo cũng đã công khai chấp nhận quan điểm đó. Đọc câu chuyện lục cả, tôi càng thấy Sáng Thế Ký gồm toàn là những chuyện thần thoại, từ con rắn biết nói đến cây biết lành, biết giữ, cây hằng sống, chuyện Noe đi bắt chim, bắt cọp, bắt sên, bắt kiến, nghĩa là bắt 10 triệu sinh linh. Vì có đực có cái đem về. Về phương tiện Chúa Thiên Chúa, có lẽ nào Ngài đã hối hận vì đã chót dựng lên loài người. Gen 6.2.6 để đến nơi phải hạ quyết tâm tiêu diệt tất cả. Và nếu Chúa quả tình là một cơn giận dữ mà hủy diệt thiên hạ từ con người đến muôn triệu sinh linh, thì Ngài hết sức ác độc, hết sức dã man, hết sức bốc đồng, hết sức nhẹ dạ. Đến nỗi làm công việc đó rồi là hối hận, phàn nàn, và lại hứa hẹn sẽ không bao giờ hủy diệt quần sinh nữa. Đọc lời Ngài long trọng, trước lời long trọng hứa với Noe và quần sinh: bao lâu trái đất còn đây, mùa màng cái gặt chẳng thay chẳng rời, hè qua đông lại tới nơi, ngày đêm tiếp tục chẳng ngơi chẳng ngừng. Gen 8.2.22. Đọc xong lời hứa long trọng này, tôi nghĩ ngay những lời đe dọa sắp tận thế trong Tân Ước từ Chúa Giêsu đến các thánh tông đồ như Matthew, như Peter, Phêrô, như Phaolô, như John, Mark 24:2.26 đến 32, Mark 13:2.24 đến 32, Luca 20:2.25 đến 32, Phêrô 3:2.7, Tesalonian 4:2.15, Rêu 22:2.10 đến 13. Tôi thấy lòng bùi ngùi, vì chẳng lẽ Thiên Chúa lại luôn luôn tiền hậu bất nhất như thế hay sao? Và chính vì tin rằng Thượng Đế toàn năng, toàn diện, nên tôi mới dám đoan quyết rằng trong Kinh Thánh, cả cũ lẫn mới, có rất nhiều điều chẳng do Chúa soi sáng, mà là của người phàm viết bậy bạ vào mà thôi. Đúng là tận tính thư bất như vô thư. Tóm lại, tôi đã dựa vào những dữ kiện hết sức vô tư để kết luận rằng Sáng Thế Ký chẳng qua là một bộ huyền sử và lịch sử của dân tộc Do Thái mà thôi. Giá trị của nó cũng như chuyện Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Tôi đi đến kết luận đó là nhờ câu chuyện vòm trời, nhờ chuyện hồng thủy và nhờ những mâu thuẫn nội tại giữa các mẫu chuyện khác nhau về hồng thủy, nhờ sự so sánh các niên kỷ của Sáng Thế Ký về sáng tạo và của khoa học. Càng ngày tôi càng không tin Cựu Ước là do Chúa soi sáng để viết ra. Vì nếu quả thật như vậy,
thì những điều Ngài mô tả về chính Ngài hết sức là lẳng thẳng, kỳ quặc, hết sức tàn ác. Ngài rác mô, Ngài rất mơ hồ về thiên văn. Ngài là chúa của một bộ lạc, một dân tộc nhỏ, vì đã vì Israel mà gieo tai giáng họa cho Ai Cập, mà tàn sát các dân trong vùng đất Canaan. Khi Do Thái được lệnh vào chiếm đoạt vùng này, Ngài là chúa có hình dáng một con người, có lưng, mặt, tay, chân như người. Có lúc đã từng xuống vật nhau với Jacob và điểm huyệt Jacob, Gen 32, 2.3 đến 33. Ngài cũng phàn nàn, hối hận, cũng ghen tuông, giận dữ như con người. Cũng để cho dân riêng của mình bị vua Babylon bắt đi đày. Đến thờ mình bị phá hủy, đền thờ của mình bị phá hủy, rồi đạo của mình lập ra cũng bị chính những người theo đạo con mình phỉ báng và coi là tà đạo. Không có lý nào khi Chúa đã dựng nên vũ trụ này từ 15 tỷ năm nay mà Ngài lại có thể nói lầm là mới dựng lên cách đây có hơn 6.000 năm. Sự mặc khải đối với tôi được thường xuyên liên tục diễn ra như là một hồng ân cho tất cả những người có lòng tha thiết tìm cầu. Và chân lý là của chung nhân loại, chứ không có ai có quyền sở hữu riêng tư độc sản về chân lý. Sở dĩ các người sáng lập đạo Công giáo đã đoan quyết rằng cựu ước là hoàn toàn đúng, vì họ cần dùng cựu ước để chứng minh rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế đã được các tiên tri trong cựu ước tiên tri từng ly từng tí. Trong khi viện dẫn các lời cựu ước, thấy câu nào không hợp với Chúa Giê-xu thì thông qua, thấy câu nào có thể dùng được thì lấy ra, thì cắt xén đi hoặc dịch lại cho phù hợp. Thực là cả một công trình tinh vi tuyệt diệu. Một người đã làm được chuyện ấy là Thánh Matthew, Phúc Âm Matthew chuyên môn dùng Kinh Thánh cũ để áp dụng vào Chúa Giê-xu, để huyền thoại hóa Chúa Giê-xu khi muốn dùng Thánh Kinh cũ để chứng minh Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đã được tiên tri từ ngàn xưa. Tuyệt đối sẽ lược bỏ qua những câu lớn lao như: này đây lời Gia-vê, vua Israel, đấng cứu chuộc Israel, Gia-vê, các đạo binh, ta là đầu, là cuối, ngoài ra ta không có chúa nào khác. Ai là người giống ta, hãy đứng lên nói xem. Isaiah 43, 2.6 đến 7. Chính ta, Gia-vê, đã làm nên tất cả. Ta là một mình đã căng trời bệnh đất. Nào có ai giúp ta? Isaiah 44, 2.24. Và các ngươi hiểu rằng chính ta, trước ta không có chúa nào, và sau ta cũng không có chúa nào. Chính ta là Gia-vê, không có đấng cứu rỗi nào ngoài ta. Không ai có thể cứu khỏi tay ta. Ta làm thì không ai có thể kháng cáo. Isaiah 43, 2.11 đến 13. Ta là Gia-vê, chẳng có ai bằng. Ngoài ta ra không có chúa nào khác. Isaiah 45, 2.5. Chính ta là Gia-vê, ngoài ta ra không có chúa nào khác. Isaiah 45, 2.21. Hãy quay về với ta từ múc cùng mặt đất, vì ta là đấng chẳng ai bằng. Isaiah 45, 2.22. Chắc chắn những câu đó chủ trương Gia-vê độc tôn vô đối, duy nhất bất nhị, không bao giờ có ba ngôi. Thảo nào mà dân Do Thái không thể nào tin Chúa Giê-xu là Thiên Chúa giáng trần, là ngôi hai Thiên Chúa được. Đối với họ, Chúa Gia-vê là chỉ tôn vô đối, không làm gì có thứ ngôi, mà bị phạt cả đến 100.000 đời, vì Chúa chỉ phạt tối đa là 3 đời. Sao Ngài lại đổi ý chỉ phạt 1 đời? Ai làm tội người ấy chịu mà thôi. Đấng cứu thế mà dân Do Thái chờ mong sẽ làm vua dân Do Thái và sẽ có nhiệm vụ đem vinh quang lại cho dân Do Thái, chứ không như Chúa Giê-xu đã đem thống khổ sỉ nhục lại cho dân Do Thái từ mấy nghìn năm nay. Họ nói không phải là không có lý. Khi Matthew muốn chứng minh là Chúa Giê-xu đã được sinh ra do Đức Mẹ đồng trinh,
ông đã viết như sau: Bà sẽ sinh ra một người con và sẽ đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người cho khỏi tội khiêng mà tất cả để thực hiện lời tiên tri của Chúa. Này đây có một người nữ đồng trinh sẽ mang thai và sẽ sinh con, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Mắc 1:21-23. Giữa Isaac ta thấy câu chuyện như sau: Lúc ấy vua Acha đang bị hai vua Syria và Israel uy hiếp, Chúa mới dùng tiên tri của Isaac đến trấn an vua Acha rằng hai vua kia sắp sửa bị tiêu diệt rồi, chỉ trong vòng ít năm nữa mà thôi. Isaac nói như sau: Ví thử có một người nữ mà bây giờ có mang và sẽ sinh ra một người con. Con trẻ này sẽ được đặt tên là Emmanuel. Nó sẽ ăn sữa và ăn mật ong. Đến khi nó phân biệt lành dữ thì đất đai của hai nhà vua mà ngài sợ sẽ hoang quạnh quẻ. Isaac 7:2-17. Isaac vâng lệnh Thiên Chúa đến với Acha. Câu chuyện đó công mục đích hẳn hoi, có một ý nghĩa hết sức rõ ràng. Chắc Isaac cũng không thể ngờ được rằng câu nói của mình lại có thể biến hóa được đến như vậy. Và có thể Chúa Giave cũng không ngờ được là sẽ có chuyện kỳ dị như vậy. Nguyên bản người nữ thánh Jerome dịch thành người nữ đồng trinh Vigo là vì Matthew đã chót hiểu như vậy. Ngày nay ai cũng cho rằng thánh Jerome đã dịch sai và các bản kinh thánh mới dịch lại là người nữ. Tôi không nghĩ rằng đã dịch sai mà chính là cố ý ngụy tạo nguyên bản. Ví dụ thánh kinh cũ có câu: Khi Israel còn nhỏ, ta yêu thương nó và ta gọi con ta từ Ai Cập trở về. Nhưng ta càng gọi chúng càng xa ta, và chúng đã tế lễ thần Ban. Hosea 11:2-12. Câu này dĩ nhiên là Chúa nhớ lại chuyện đã đem dân Israel từ Ai Cập trở về. Matthew chỉ cần lấy ra câu ta gọi con ra từ Ai Cập trở về, và nhân đó bày ra chuyện Chúa đã trốn sang Ai Cập mấy năm sau đó trở về. Mắc 2:2-15. Một chuyện mà theo Luca chắc chắn không thể nào có. Luca 2:30. Thật ra tôi phục nhất là Matthew đã biết dùng kinh thánh cũ để chứng minh rằng nhất cử nhất động của Chúa Giêsu đã được tiên tri tiên đoán trong cụ ước. Trong Mát 2:2-23, Matthew cho rằng người ta gọi Chúa Giêsu là dân Nazareth để làm trọn các lời tiên tri xưa. Tôi cho các nhà bình giải kinh thánh đã cố đi tìm xem câu tiên tri đó sách nào trong cụ ước, nhưng cho đến bây giờ cũng không tìm ra chuyện đó có sao đâu. Tôi cũng rất bái phục Giáo hội Công giáo đã biết dùng cựu ước để củng cố đạo Công giáo. Giáo hội Công giáo đã long trọng tuyên bố rằng cựu ước chẳng qua cốt là để dọn đường cho sự quan lâm của Chúa Kitô. Hiến chế lời Thiên Chúa số 15 viết: Nhiệm vụ cựu ước có được ấy cốt là để dọn đàn cho cuộc quan lâm của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc muôn loài và nước cách chung của người. Bằng lời tiên tri loan báo và bằng các hình bóng nhiều kiểu, Kinh Thánh Nguyễn Thế Thuấn trang 11. Sau khi đã dùng Kinh Thánh cũ và Kinh Thánh mới để ngụy xưng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa giáng trần, đạo Công giáo chính là đạo thật duy nhất, và Giáo hoàng chính là đại diện của Chúa Giêsu, người nắm quyền sinh sát sự ở trần gian này, thì đạo Công giáo bắt đầu tuyên bố các luật đạo Do Thái và luật Mycen chứ không phải của Đức Chúa Cha. Đạo Do Thái là đạo Mycen chứ không phải là đạo của Đức Chúa Cha nên đã lạc hậu và lỗi thời. Người Công giáo từ nay không phải theo các lời luật cũ của đạo Do Thái, thậm chí 10 điều răn của Thiên Chúa Công giáo cũng vứt đi. Chúa tuyệt đối cấm thờ ảnh tượng. Chúa dạy giữ ngày thứ bảy, Công giáo dạy giữ ngày Chủ nhật.
Chúa dạy rằng Do Thái là dân riêng của Ngài mãi mãi. Từ khi nào mặt trời mọc ban đêm, mặt trăng mọc ban ngày, lúc ấy mới thôi. Jeremiah 33 2.24 đến trang 26. Các giáo hoàng dần dần dùng chữ tà đạo để chỉ đạo Do Thái, đặc biệt nhất là mấy chữ pro bifix đã được ghép chép trong vào thánh lễ công giáo ngày thứ sáu tuần thánh để cầu bầu chọn cho tà đạo. Bọn theo đạo Đức Chúa Cha sớm trở về với đạo công giáo, đạo Đức Chúa Con. Ba chữ vàng son đó sau khi đã ngự trị trong sách thánh lễ công giáo cả nghìn năm. Đến thời Công đồng Vatican II, tức là khoảng năm 1965 mới được bỏ đi. Rồi dần dần giáo hội công khai tuyên bố rằng dân Do Thái là dân hèn hạ, vô tín ngưỡng, thứ dân giết Chúa, cần phải đọa đày hành hạ cho sánh danh Thiên Chúa, và đạo Do Thái là thứ đạo lầm lạc trong nhiều thế kỷ. Các giáo hoàng và các vua chúa công giáo đã dùng võ lực bắt buộc người Do Thái phải bỏ đạo mình mà theo đạo công giáo, nếu không sẽ bị trăm điều khốn nạn. Tôi không những thương dân Do Thái mà còn thương cả Đức Chúa Cha, vì đạo Ngài lập ra sau này lại bị những người theo đạo con Ngài phỉ báng cho là tà đạo. Và tôi liên tưởng đến những vị vua cha khi đã già nua, con cái lên cầm quyền chẳng còn coi mình ra gì nữa. Dẫu sao thì ai theo đạo Do Thái hay theo đạo gì ngoài đạo công giáo cũng sẽ xuống hỏa ngục. Điều này đã được giảng dạy từ mấy nghìn năm nay, và nếu không còn giảng dạy như thế nữa, họa chăng từ năm 1965, nghĩa là sau Cộng đồng Vatican II. Nếu tôi không lầm thì các giáo phụ công giáo như Augustine, Origen, Cyprian và nhất là mực tuyên bố ngoài giáo hội không được cứu rỗi. Augustine viết ai sống ngoài giáo hội sẽ phải chịu hình phạt đời đời, giống người đó tự thiêu nhân danh Chúa Kitô. Công đồng Florence đã dõng dạc tuyên bố thánh đạo hội La Mã tin chắc tuyên xưng và công bố rằng ngoài giáo hội công giáo không một ai có thể được sống đời đời, dù đó là ngoại đạo, là Do Thái giáo, vô thần hay tách rời khỏi giáo hội. Nó sẽ làm mồi cho lửa đời đời, dành cho ma quỷ và thủ hạ ma quỷ, nếu nó không trở về với giáo hội công giáo trước khi chết. Giáo hoàng Pius thứ 9 trong tập Tà thuyết kiến yếu công bố vào tháng 12 năm 1864 cũng phỉ báng không chấp nhận rằng bất kỳ sống trong tà đạo này, tà giáo nào, con người cũng có thể tìm được sự sống đời đời, và không chấp nhận rằng con người có thể tùy thích chọn tôn giáo mình ưng để mà theo. Công đồng chung Vatican I năm 1870 tuyên xưng như một tín lý rằng không ai có thể cứu rỗi ngoài giáo hội. Tới Công đồng chung Vatican II năm 1962-1965, ta thấy giáo hội công giáo đã đổi chiều và trở đi khiêm tốn, dè dặt hơn. Trong thông điệp Lumen Gentium, giáo hội công giáo bắt đầu phân biệt giáo hội Chúa Kitô và giáo hội công giáo, thông điệp viết: đó là giáo hội Chúa Kitô duy nhất mà chúng ta tuyên xưng là duy nhất thánh thiện, công đồng, công cộng và do các tông đồ mà Chúa cứu thế chúng ta sau khi sống Ngài sống lại đã gửi gấp cho Phêrô. Cùng với tông đồ khác quảng bá và chủ trì, giáo hội này được sáng lập và tổ chức thành một cộng đồng, cộng đoàn ở trong thế kỷ hiện nay. Hiện tiềm tàng trong giáo hội công giáo đã được cai trị bởi đấng kế thừa Thánh Phêrô và bởi các giám mục đồng tâm đồng chí với Ngài. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố thánh thiện và chân lý đã thấy được ngoài giới hạn phạm vi hữu hình khả kiến của giáo hội đó. Vì đó là những ân sủng thuộc giáo hội Chúa Kitô, nên đó là những hoạt lực thúc đẩy tiến tới sự hợp nhất công giáo. Ta đọc văn bản trên thấy giọng điệu quanh quất úp mở, tuy nhiên đã bớt có vẻ độc môn độc tôn. Giáo hội đã hữu ý dùng chữ subsist in thay
subsist in thay vì chữ is, tức là đã không còn coi giám quy mình là giáo hội duy nhất nắm giữ chân lý và đã muốn mở một con đường mới để đi đến chỗ cộng tác với Tin Lành và chính thống giáo. Thực ra đó cũng là một sự nhượng bộ, một sự thay chiều đổi hướng rất lớn lao của giáo hội La Mã rồi. Xin thành thật xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, mặc dù nó đã vấp váp rất là nhiều từ văn bản mới của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, cho nên mình cũng chưa có làm quen nhiều. Xin các bạn thông cảm. Xin mời quý vị các bạn đón xem, đón nghe phần tiếp theo. Nó cũng 2-3 phần gì đó.